nghe thở phút nổ súng và vây bắt hai phạm nhân trốn trại ở Hà Tĩnh, gây cấn hơn phim. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT. Xin được dành một tràng vỗ tay cho các đồng chí công an. Sau hơn 3 ngày, gần 2.000 lực lượng được huy động đã bắt được hai phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà khi đang lần trốn tại địa bàn xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Dưới đây là những khoảnh khắc cảnh sát nổ súng chỉ thiên vây bắt hai phạm nhân trốn trại ở Hà Tĩnh. Được biết giây phút nổ súng, lực lượng chức năng vây bắt hai phạm nhân không chống cự nhưng bỏ chạy, cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên để chấn áp. Theo cơ quan điều tra, để truy bắt hai phạm nhân trốn trại, các lực lượng đã chia thành 3 mũi tấn công khu vực núi thuộc địa bàn xã Cẩm Lạc, xã Cẩm Sơn. Đến khoảng 4 giờ chiều ngày 8 tháng 12, công an phát hiện dấu vết liên quan đến hai phạm nhân nên đã rút hai mũi tấn công, tổ chức đón lõng tại 8 chốt ở các địa bàn các xã Cẩm Lạc và xã Cẩm Minh. Khoảng 1 giờ 45 phút sáng ngày 9 tháng 12, hai phạm nhân đã ra ngoài tìm thức ăn ở xã Cẩm Minh thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bị vây bắt. Cả hai đối tượng bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã để lại tất và áo mưa tại hiện trường. Theo nguồn tin giấu tên cho biết, xác định đây là những tội phạm nguy hiểm có thể sử dụng các thủ đoạn để bỏ trốn. Công an đã bắn hai phát súng chỉ thiên để chấn áp. Sau đó hai phạm nhân chui ra khỏi cống nước và bị lực lượng chức năng bắt giữ. Theo lực lượng công an qua 3 ngày trốn chạy, Thành và Hoàng có biểu hiện đói và mệt. Sau khi bị bắt giữ, các phạm nhân được lực lượng công an cấp phát nước, thức ăn và di lý về trụ sở công an để phục vụ điều tra. Đại tá Nguyễn Hồng Phong, giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để truy bắt thành công hai phạm nhân, ngoài sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, sự vất vả của các cán bộ chiến sĩ, còn là sự trung sức đồng lòng của nhân dân. Đại tá Nguyễn Hồng Phong nói, các tổ công tác đã phân tích đánh giá đúng chúng đối tượng, triển khai lực lượng nhanh, nhiệt huyết, tận dụng thời gian vàng để bắt các đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trước đó khoảng 15 giờ chiều ngày 6 tháng 12, lợi dụng sơ hở hai phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà cơ sở 2, đóng tại xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên. Phát hiện sự việc, ban giám thị trại giam Xuân Hà đã báo cáo lực lượng chức năng và thông tin tới người dân biết để đề phòng phối hợp truy bắt. Chiều ngày 7 tháng 12, Thượng tá Cao Ngọc Diện giám thị trại giam Xuân Hà Bộ Công an ký quyết định truy nã toàn quốc đối với Thành và Hoàng. Từ 13 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12, Công an Hà Tĩnh đã huy động hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm hai phạm nhân. Hành trình 72 giờ truy bắt hai phạm nhân trốn trại kịch tính hơn cả phim hành động. Thượng tá Cao Ngọc Diện, giám thị trại giam Xuân Hà cho biết, ngay sau khi phát hiện hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam, ban giám thị trại giam Xuân Hà đã thông tin cho các lực lượng chức năng, người dân biết để đề phòng phối hợp truy bắt, đồng thời tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ với mục tiêu sớm truy bắt các phạm nhân. Trại giam Xuân Hà phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh, Công an huyện Cẩm Xuyên triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng khép kín địa bàn truy bắt đối tượng. Tại thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hà, nơi có diện tích rừng ngập mặn trải dài trên diện rộng, chiều tối ngày 7 tháng 12, các lực lượng đã xuyên đêm túc trực theo dõi biến động tại nhà nghỉ, nhà trọ, nhà khách trong tỉnh. Cảnh sát khu vực cũng được lệnh kiểm tra tình hình khách cư trú. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, các tổ công tác 256, 238, Tăng cường xuyên đêm kiểm tra trên các tuyến giao thông, truy tìm các thông tin liên quan đến đối tượng. Trong quá trình truy bắt, lực lượng chức năng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với nguồn tin từ quần chúng nhân dân. Lực lượng truy bắt nhận định hai đối tượng này chưa ra khỏi địa bàn huyện Cẩm Xuyên mà có thể lẩn trốn trong khu vực địa bàn các xã Cẩm Hà, Cẩm Lạc nên khoanh vùng huy động tổng lực các lực lượng để truy bắt đối tượng. Cuối cùng với đó, tại những tuyến đường trọng yếu, lực lượng công an đã bố trí quân số để chốt chặn kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc và vùng lân cận để đảm bảo đối tượng không lẩn trốn ra khỏi địa bàn. Với phương châm tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật phải bị xử lý nghiêm, không để phạm nhân trốn trại tiếp tục vi phạm pháp luật nên 3 ngày qua cùng với lực lượng cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, trại giam Xuân Hà Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động các lực lượng nỗ lực truy bắt tội phạm. Trung tá Thái Doãn Ngọc, phó giám thị trại giam Xuân Hà cho biết thêm, nhận định các đối tượng chưa ra khỏi địa bàn, lực lượng trại giam Xuân Hà phối hợp với đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, công an huyện Cẩm Xuyên triển khai các phương án truy bắt. Sau thời gian tìm kiếm chưa có kết quả, các lực lượng đã chia thành 3 mũi tấn công trên núi thuộc các địa bàn xã Cẩm Lạc, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên. Đến khoảng 4 giờ chiều ngày mùng 8 tháng 12, tổ công tác truy lùng phát hiện dấu vết nghi vấn liên quan đến hai phạm nhân bỏ trốn tổ công tác đã rút hai mũi tấn công tổ chức đón lõng tại 8 chốt ở địa bàn xã Cẩm Lạc, xã Cẩm Minh. Dạng sáng cùng ngày, khi nhận được thông tin về việc hai phạm nhân đang lẩn trốn tại khu vực đồi núi gần đập tràn sông Rác thuộc địa phận xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, nên lực lượng công an, cảnh sát hình sự nhanh chóng tổ chức vây bắt. Đến 1 giờ 45 phút dạng sáng ngày 9 12, tổ công tác do Trung tá Thái Doãn Ngọc làm tổ trưởng cùng Đại úy Nguyễn Thống Nhất, Đại úy Nguyễn Văn Nam đã phát hiện hai đối tượng tại địa bàn xã Cẩm Lạc nên đã nổ súng thị uy, bắt hai phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đảm bảo an toàn. Tại thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng có biểu hiện đói và mệt. Phạm nhân Phan Công Thành đang phải chấp hành hình phạt tù hai bản án của tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng hình phạt là 19 năm tù giam. Tính đến thời điểm bỏ trốn, phạm nhân Phan Công Thành đã chấp hành án được 2 năm 7 tháng 12 ngày. Phạm nhân Nguyễn Đắc Hoàng đang chấp hành hình phạt 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy theo bản án số 117 ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An. Tính đến thời điểm bỏ trốn, Phạm Ngân Nguyễn Đắc Hoàng đã chấp hành được 6 năm 6 tháng 7 ngày. Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho trại giam Xuân Hà để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau câu chuyện trốn trại này, nhiều người đã để lại bình luận cho rằng sai thì cố gắng sửa sai rồi được ân xá giảm án còn có đường về đằng này sai còn làm thêm sai thì khi nào mới ra được muốn sống chui sống nhủi cả đời trong lo sợ có thể học trong phim hãy thiết kế một vòng tay dùng chất liệu chịu lực cao và có gắn định vị để có thể dễ dàng bắt phạm nhân hơn họ muốn phá nó là phải dùng cưa hay hàn mới có thể phá được thì đã được xác định vị trí rồi cuối cùng thì vẫn chúc mừng và hoan hô các chiến sĩ công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Địa bàn chật, lực lượng công an và các lực lượng phối hợp thì nhiều, cộng với huy động sức dân thì có trốn dưới nước cũng không thoát được. Học mãi trong đó mà không học nổi câu, chạy đầu cho thoát. Giờ tội chồng thêm tội, học đến bao giờ mới xong. Vượt ngục tại Việt Nam là quá dại. Camera chạy bằng cơm khắp nơi. Một ông thụ án được một phần ba quãng thời gian rồi. Thậm chí nếu cải tạo tốt được giảm án. Đằng này, vượt ngục tội lại nặng thêm. Hai phạm nhân này xác định ngoan ngoãn thì ngoài 60 mới được ra tù. Còn vẫn cố vượt ngục thì xác định cả đời trong tù mà thôi. Trốn sao thoát được mà trốn. Sau vụ trốn này thì các anh sẽ ký hợp đồng lại từ đầu. Số năm kết thúc hợp đồng vẫn không thay đổi hoặc sẽ tăng thêm. Đánh đổi hai ngày sống chui nhủi để được cộng thêm vài năm bóc lịch nữa. Ôi sao mà dại dột thế không biết. Còn các bạn, các bạn có suy ngẫm gì về vụ việc trên cũng để lại dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tin nóng mỗi ngày trên PKT.